Một trong những lo lắng của những người dân khi tới khu vực không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm là để xe ở đâu? Liên quan đến vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đang trình Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ bố trí 87 điểm trông giữ xe cho không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Cụ thể, đối với vị trí đỗ xe du lịch, xe chở khách trên 25 chỗ sẽ đỗ tại 3 điểm, gồm khu vực bãi đá phố Trần Quang Khải, điểm đỗ xe Trần Khánh Dư, điểm đỗ xe Phùng Hưng. Tại đây, người dân sẽ đi xe điện để vào các điểm phố đi bộ. Xe ô tô con có 18 điểm đỗ, trong đó 1 điểm do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cấp phép trên hè tại số 5 Quang Trung, 3 điểm khác trên đường Trần Nguyên Hãn, Ba Triệu, Tông Đàn. Xe máy hiện có 33 điểm, gồm Hai Bà Trưng, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Phụng Hiểu. Sở Giao thông Vận tải đang đề xuất thêm 24 điểm, gồm Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Ba Triệu, Quang Trung, Hàng Bài, Hàng Gai. Chiều ngày hôm nay 30 tháng 8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố việc triển khai tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Đến thời điểm hiện tại, công việc chuẩn bị đã hoàn tất với việc lắp đặt xong biển báo, chuẩn bị lực lượng bảo vệ, phân luồng, bố trí điểm đỗ xe xung quanh phố đi bộ. Theo đó, Hà Nội đã dựng 14 biển cấm phương tiện, 5 biển thông báo và 4 biển chỉ dẫn trên các tuyến phố đi bộ và các tuyến đường lân cận. Với việc trông giữ xe, Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm tại các tuyến phố xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm như phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Tiền, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lương Văn Can. Thời gian bắt đầu từ 19 giờ ngày thứ Sáu cho đến 24 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần. Để đáp ứng cho nhu cầu đi bộ của người dân, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã bố trí 78 điểm đỗ trông giữ ô tô, xe máy với diện tích 7.380 m², trông giữ được 607 ô tô và 2.751 xe đạp, xe máy. Mức giá đối với xe máy là 3.000 đồng một lượt vào ban ngày và 5.000 đồng một lượt vào ban đêm. Đối với ô tô dưới 9 chỗ là 30.000 đồng một lượt và trên 10 chỗ sẽ là 40.000 đồng một lượt. Để triển khai hiệu ứng hiệu quả ngay của cái nghị quyết 06 ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Thành ủy về phát triển du lịch thủ đô, nâng tầm cái du lịch thành cái nền kinh tế mũi nhọn cho một cái khu vực trọng điểm không gian của thủ đô Hà Nội. Về luồng tuyến xe buýt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã rà soát, điều chỉnh phục vụ trong những ngày tổ chức tuyến phố đi bộ và trong những ngày thường. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh bất cập, các cơ quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với việc đi lại của người dân.